Calokit, thách thức biếng ăn, không lo suy dinh dưỡng. Calokit, sản phẩm của Vitagari. Vitagari, 12 năm thương hiệu sữa được tin dùng. Calokit, thách thức biếng ăn, không lo suy dinh dưỡng. Calokit, sản phẩm của Vitagari. Vitagari, 12 năm thương hiệu sữa được tin dùng. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày được phát sóng trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể tham gia tương tác với chương trình tại địa chỉ Facebook VTV Sức khỏe. Và như thường lệ trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ đề cập tới một vấn đề, đó chính là suy dinh dưỡng ở trẻ em. Có một thực tế rất đáng báo động ở đây, đó chính là tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và thiếu vi chất của trẻ em tại Việt Nam thì vẫn còn nằm trong top cao nhất trên thế giới. Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng ở mức cao so với thế giới, đồng thời phải chịu thêm gánh nặng về tình trạng trẻ em béo phì tăng nhanh. Theo khảo sát thống kê của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thì tỷ lệ thấp còi ở trẻ em Việt Nam là 24,6%. Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cũng đã giảm xuống thấp hơn, tuy nhiên vẫn trên 20%. Các bà mẹ đưa con đến khám dinh dưỡng trong tình trạng thứ nhất là thông thường các con là đã có suy dinh dưỡng nặng rồi, tức là trẻ rất thấp còi và biếng ăn so với những trẻ khác thì bà mẹ mới đưa con đi khám. Cái nhóm thứ hai là nhóm mà trẻ biếng ăn nhưng mà chưa có biểu hiện của suy dinh dưỡng nặng thì có thể là trẻ có những cái biểu hiện thiếu vi chất dinh dưỡng thì là đấy là nhóm thứ hai. Còn trường hợp mà những bà mẹ mà đưa con đi sớm định kỳ thì là rất là hiếm. Trường hợp một trẻ 40 tháng cũng tương tự như các trường hợp mà bà mẹ cho con đến thăm khám ở đây là trẻ suy dinh dưỡng. Tuy nhiên là các bà mẹ rất khó phát hiện ở chỗ là bạn ấy nhẹ cân thì thấp cân thì không thấp nhiều so với chuẩn nhưng mà chiều cao của trẻ rất là thấp. Bữa ăn hàng ngày của cháu thì tôi cũng bổ sung khá là đầy đủ các chất dinh dưỡng và sau bữa ăn thì tôi cũng có cho cháu ăn thêm hoa quả và các loại vitamin cần thiết khác. Nhưng mà cháu thấy cháu vẫn so với các bạn đồng trang lứa thì vẫn khá là thấp và còi. Nên hôm nay tôi có đưa cháu đi khám. Dựa vào các chỉ số của cháu thì bác sĩ kết luận là cháu bị suy dinh dưỡng thể nhẹ nên tôi cảm thấy cũng khá là bất ngờ. Suy dinh dưỡng có thể xảy ra ở trẻ em từ khi còn trong bào thai cho đến người đã trưởng thành. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó phải kể đến cách chăm sóc cũng như trong chế độ bổ sung dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trẻ chậm tăng cân, thiếu hụt vi chất dinh dưỡng đó chính là mối lo hàng đầu của các bậc làm cha làm mẹ. Vì điều này ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời. Vậy đâu là những hiểu biết chưa đúng và làm thế nào để có thể cải thiện được tình trạng này ở trẻ? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của các doctor sống khỏe mỗi ngày. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Trịnh Bảo Ngọc, trưởng phòng khám dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội và thạc sĩ bác sĩ Đinh Bích Thủy đến từ Viện Dinh dưỡng Lâm sàng. Lời đầu tiên xin được cảm ơn hai chuyên gia y tế đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy là tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em thì đúng là mối lo của các bậc làm cha làm mẹ. Bác sĩ có thể cho biết là thế nào được coi là suy dinh dưỡng ở trẻ em ạ? Suy dinh dưỡng là cái sự chậm tăng trưởng cả về cân nặng và chiều cao. Ở đây đánh giá suy dinh dưỡng chúng ta có 3 chỉ tiêu. Thứ nhất là cân nặng theo tuổi. Cái thứ hai là chiều cao theo tuổi. Và cái chỉ số thứ ba nữa, chỉ tiêu thứ ba đấy là cân nặng theo chiều cao. Ở các nước như nước đang phát triển như ở Việt Nam thì chúng ta có thể lấy xuống cái ngưỡng tới 20%. Và nếu như cân nặng của con mình mà dưới ngưỡng 20% với cân nặng trung bình của một trẻ nuôi dưỡng tốt theo cái quần thể tham khảo của WHO thì được đánh giá là suy dinh dưỡng cả về cân nặng và chiều cao. Tuy nhiên nếu mà chỉ nhìn ở phía bề ngoài, tức là hình dạng bên ngoài, thì nếu như đứa trẻ đó nó vậy vừa thấp cả cân nặng vừa thấp cả chiều cao, nhìn thì tưởng nó là bụ bẫm, tuy nhiên nó lại là bị suy dinh dưỡng. Vâng, như vậy có thể hiểu là suy dinh dưỡng thì nó có rất là nhiều thể khác nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà khi mà một bậc cha mẹ nhìn vào một đứa trẻ của mình thì nếu mà con mình thừa cân thì họ sẽ không lo lắng quá bằng cái việc mà nhìn con mình rất lúc nào cũng gầy gò, ốm yếu. Vậy xin được hỏi bác sĩ Thủy, vì sao lại có cái thực trạng này và đó có phải là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ hay không? Các cha mẹ khi mà nhìn thấy bé gầy còm thì các mẹ cái hay có các cha mẹ hay có xu hướng là ép các bé ăn.
khi nhìn thấy thức ăn hoặc là nhìn thấy các cha mẹ đem thức ăn ra là bé đã sợ rồi. Và chính cái sợ ăn đó thì nó lại gây ảnh hưởng rồi là cái cho cái việc mà tiết các cái dịch sinh lý của cơ thể. Ví dụ như là tiết các cái dịch tiêu hóa thức ăn thì nó kém. Và khi dịch tiêu hóa tiết ra kém thì trẻ lại cái sự tiếp nhận chất dinh dưỡng nó cũng kém đi. Cái thứ hai nữa là trẻ cũng có thể nôn chớ, và cái nôn chớ đấy thì nó cũng lại làm mất đi các cái vi chất rồi các cái chất dinh dưỡng của cơ thể, và trẻ lại mất cả những cái cảm giác thèm ăn. Và còn một cái nguy hiểm hơn nữa, khi mà các cha mẹ ép nhiều quá thì nó cũng lại xảy ra một cái tình trạng nữa là có thể một số bé tiếp nhận được các cái chất dinh dưỡng cha mẹ ép thì gây nên cái tình trạng béo phì trên lâm sàng thì cũng rất là nguy hiểm. Ép ăn thì là một cái hành động mà rất nhiều các bà mẹ hiện nay đang áp dụng, đúng không ạ? Luôn luôn cố gắng là làm thế nào để bồi bổ cho con một cách tốt nhất, nhiều nhất có thể. Tuy nhiên thì cái việc đó giống như bác sĩ phân tích, nó không có hiệu quả, mà bên cạnh đó thì nó còn đi ngược lại tác dụng, khiến cho trẻ cảm thấy chán ăn và cái chứng suy dinh dưỡng thì dường như nó kéo dài hơn. Vậy xin được hỏi bác sĩ Ngọc, nếu mà cái tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ nó cứ kéo dài mãi đến như thế thì có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như thế nào tới sức khỏe của trẻ đấy ạ? Suy dinh dưỡng mãn tính thì chắc chắn sẽ dẫn đến là trẻ thấp còi sau này. Cái chiều cao, cái tầm vóc của trẻ nó sẽ thấp hơn so với các bạn cùng lứa. Nguy cơ mà nghiêm trọng hơn nữa, đấy là vấn đề là các cái hoạt động bình thường của trẻ nó sẽ chậm chạp lại. Cái thứ hai là phát triển trí não của trẻ nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rồi thì đến hệ miễn dịch. Và khi mà hệ miễn dịch nó kém phát triển thì cái nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng nó lại cao hơn. Và đó chúng tôi gọi đó là cái vòng xoắn suy dinh dưỡng. Đặc biệt là những trẻ mà bé mà lại bị suy dinh dưỡng thì lớn lên nó lại có rất nguy cơ cao là nó lại dễ bị thừa cân béo phì và mắc các cái bệnh mãn tính sau này. Tôi đã từng nghe thấy cụm từ đó là thời gian vàng cho sự phát triển của trẻ. Thì không biết là cái thời gian vàng đó được quy định là trong cái quãng thời gian từ mấy tuổi đến mấy tuổi? Cái thời gian vàng này được tính là 1.000 ngày vàng, là từ khi bắt đầu trẻ được thụ thai, tức là trong bụng mẹ, 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, cho đến lúc trẻ 2 năm đầu đời của trẻ. Vậy thì ngay từ lúc trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày thì cái ba mẹ đó đã phải bổ sung đầy đủ các cái chất dinh dưỡng về đạm, về đường, về các cái vi chất, và hết sức lưu ý đấy là canxi, là sắt, để cho bé phát triển tốt. Khi bé ra đời thì từ 0 đến 6 tháng tuổi nên cho bé bú mẹ hoàn toàn, và khi bắt đầu bé 6 tháng ăn dặm thì chúng ta bổ sung các cái chất dinh dưỡng hợp lý theo cái khuyến cáo. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù suy dinh dưỡng ở trẻ là mối lo lắng của các bậc phụ huynh, nhưng chính việc chủ quan trong việc nuôi trẻ nhỏ cũng như là việc chăm sóc trẻ sai cách đã khiến cho bệnh suy dinh dưỡng có cơ hội tấn công trẻ nhỏ. Trong tình huống đầu tiên mà chúng ta vừa theo dõi thì có thể thấy là người mẹ đã sử dụng nước cơm để pha sữa cho con. Trên thực tế thì không biết là điều này có đúng hay không. Có lẽ là cần một sự giải đáp từ phía chuyên gia y tế. Xin mời bác sĩ Ngọc. Vâng. Về vấn đề mà dùng nước cơm để pha sữa cho con thì hiện nay cũng có rất nhiều cái ý kiến trái chiều. Thực sự là khi mà chúng ta dùng nước cơm để pha sữa thì nó có một cái nhược điểm là nó sẽ làm phá hủy cái thành phần vitamin A ở trong sữa, và có một số nữa là nó cũng làm cản trở cái hấp thu của canxi. Tuy nhiên là việc mà bổ sung thêm nước cơm vào sữa, chúng ta gọi là bổ sung thêm đi, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tăng được cái đậm độ năng lượng của cái thức ăn sữa cho trẻ, và nó thêm được trong nước cơm thì cái thành phần các cái vitamin và hàm lượng lipid rồi một chút protein của gạo nó ra thì cũng rất là tốt, và đấy cũng là một cái thành phần dinh dưỡng quý và nó làm tăng cái đậm độ năng lượng cho thức ăn. Thế nên là rất nhiều cháu mà mẹ, nếu mẹ dùng sữa pha với nước cơm thì thấy là cái tăng cân của con mình nó tốt hơn. Thế thì ở đây thì tốt cho những trường hợp nào và không tốt cho những trường hợp nào? Thì ở đây chúng tôi cũng đưa ra lời khuyên là ví dụ như với những trẻ mà đã được uống bổ sung viên nang vitamin A liều cao theo định kỳ 6 tháng một lần thì chúng ta cũng không còn lo lắng về vấn đề là thiếu hụt cái nguồn vitamin A trong khẩu phần, lấy từ khẩu phần nữa. Thì mẹ cũng có thể dùng
nước cơm để pha sữa. Tuy nhiên trong khi pha sữa với các cái loại dung dịch này thì mẹ cũng cần lưu ý là chúng ta làm tạo cái dung dịch nước cơm hoặc là thì chúng ta phải để nguội cho đến 6-70 độ C thì chúng ta mới pha với sữa. Bởi vì nếu như chúng ta pha mà ngay khi nước đang cái dịch đang sôi ở cái nhiệt độ cao thì chúng ta sẽ làm phá vỡ cái phá hủy cái thành phần protein rất quý trong sữa, đấy là cái thành phần albumin của sữa. Calokit, thách thức miếng ăn không lo xì dinh dưỡng. Calokit, sản phẩm của Vitagari. Vitagari, 12 năm thương hiệu sữa được tin dùng. Calokit, thách thức miếng ăn không lo xì dinh dưỡng. Calokit, sản phẩm của Vitagari. Vitagari, 12 năm thương hiệu sữa được tin dùng. Vâng, ở tình huống này thì người mẹ có xử trí là cho trẻ ăn muối nhưng kiêng dầu mỡ vì sợ trẻ không tiêu hóa được. Thì không biết là nhận định của bác sĩ Thủy về vấn đề này như thế nào ạ? Chúng ta cũng nên tạo cho bé cái thói quen ăn nhạt. Bởi vì thực sự thì cái việc mà chúng ta ăn mặn hoặc ăn muối thì nó cũng đã đem lại rất nhiều cái hệ lụy trên lâm sàng. Thứ hai nữa là các mẹ kiêng không cho ăn dầu mỡ. Thì đó cũng là một cái sai lầm của các mẹ. Bởi vì chúng ta biết là dầu mỡ là một cái thành phần tạo năng lượng rất lớn. Bởi vì là 1 gram dầu mỡ nó cho ra 9 kg calo. Thế nhưng mà 1 gram đạm đường protein thì chỉ cho ra là 4 kcal. Thế thì vậy tại sao mà các mẹ lại không cho con mình ăn dầu mỡ? Và một cái nữa thì trong dầu mỡ, nhất là trong dầu là cái axit béo chưa bão hòa, rất tốt cho sức khỏe của cậu bé. Và cả các cái axit béo bão hòa cũng vậy. Nó là tiền chất của cholesterol và đấy là những cái chất để tạo nên cái tế bào, xây dựng các cái tế bào thành phần sống của bé để cho bé phát triển. Cho ăn như người lớn thì đầu tiên là cái hệ nhai của đứa trẻ nó chưa phát triển, đúng không ạ? Răng của nó đang còn rất là kém, nên là để thức ăn có thể hỗ trợ tăng cường cái hấp thu chuyển hóa cho bé thì chúng ta phải cho bé ăn từ lỏng đến đặc, từ ít đến nhiều và tập cho nó quen dần với từng thức ăn mới một. Thì đấy là cái nguyên tắc mà để bắt đầu cho trẻ ăn. Thế sau đó khi mà nó lớn hơn một chút, ví dụ như là khi nó lên trên 1 tuổi rồi thì chúng tôi vẫn khuyên là vẫn chưa nên cho bé ăn cùng với bữa ăn của gia đình mà nên có chế độ chế biến riêng cho trẻ bé. Để sao? Để bé là cái dạ dày của nó đang còn rất là nhỏ so với cái người lớn. Thế nên là cái lượng thức ăn của chúng ta cho trẻ ăn nó phải rất là tinh, chế biến được mềm để cho trẻ dễ nhai, dễ nuốt và dễ được tiêu hóa hấp thu. Qua những cái phân tích của bác sĩ thì chúng ta nhận thấy rằng có rất là nhiều những sai lầm mà các bà mẹ hiện nay đang gặp phải. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ Thủy ạ, chúng ta cần đặc biệt lưu ý bổ sung những nhóm dinh dưỡng thiếu hụt cho trẻ như thế nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất ạ? Chúng ta nên có một cái chế độ tăng cái khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ tích cực càng sớm càng tốt. Cái thứ nhất là chúng ta có thể nâng khẩu phần ăn lên phù hợp với khả năng của trẻ. Thứ hai là chúng ta sử dụng các cái thực phẩm giàu năng lượng, cao năng lượng. Cái thứ ba là chúng ta có thể cho trẻ ăn những cái thức ăn đặc.
Nếu mà trẻ không ăn được thì chúng ta có thể hóa lỏng cái thức ăn đặc đó. Và cái thứ tư nữa, nếu mà bé ăn ít thì chúng ta có thể là cho bé ăn, chia nhỏ các cái bữa ăn ra cho bé ăn. Và cái cuối cùng đấy là chúng ta sẽ chọn các cái loại thực phẩm cho bé dễ hấp thu. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể dùng một số cái sản phẩm để cho hỗ trợ cái quá trình hấp thu. Như chúng ta có thể dùng một số các cái men tiêu hóa, protein, glucid, lipid để hỗ trợ cho cái quá trình đó. Bên cạnh mà chúng ta dùng đầy đủ 4 cái nhóm thực phẩm, đấy là đường, chất béo, vitamin và khoáng chất, thì cái việc mà chúng ta nên sử dụng sữa cho bé là một cái lựa chọn rất khôn ngoan. Hiện nay thì có rất nhiều loại sữa mà các bậc phụ huynh thì thực là khó để mà lựa chọn một cái loại sữa phù hợp cho con mình. Vậy thì với tư cách là một chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ Thủy có thể tư vấn một chút để cho các khán giả có thể biết là đối với trường hợp con của mình thì nên sử dụng loại sữa như thế nào? Hiện nay thì thực sự trên thị trường cũng vô vàn các loại sữa. Với các bé suy dinh dưỡng thì chúng ta nên chọn những cái loại sữa. Nói chung là chọn loại sữa thứ nhất là sữa cao năng lượng, cung cấp năng lượng đầy đủ cho các bé theo khuyến cáo, cung cấp đạm. Thứ hai nữa là các cái sữa mà cho bé dễ hấp thu, rồi là có đầy đủ các cái vitamin, các khoáng chất để cho bé phát triển. Như tôi được biết thì cái sữa mà hiện nay trên thị trường có là cái Caloquid đã được sử dụng rộng rãi và cải thiện cái tình trạng suy dinh dưỡng của các bé rất tốt. Và để hiểu rõ hơn về những gì mà chuyên gia dinh dưỡng vừa mới phân tích thì hãy cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Đối với việc chăm sóc trẻ nhỏ, mỗi một bà mẹ có một quan điểm riêng trong vấn đề này, và trường hợp chị Phương Anh là một ví dụ điển hình. Chị là một bà mẹ trẻ có 3 cháu nhỏ đều đang ở độ tuổi phát triển. Nhằm đảm bảo được cân nặng, chiều cao và một sức khỏe tốt nên trong mỗi một bữa ăn, chị Phương Anh đều cố gắng bổ sung các nhóm thực phẩm cần thiết cho sức khỏe của con mình như chất đạm, chất béo, chất bột đường và các vitamin khoáng chất. Trước đây thì tôi cho các con ăn uống rất là thoải mái. Các cháu thích ăn món gì thì tôi cho ăn món đó. Nhưng mà sau một thời gian dài thì tôi cảm thấy là ba cháu nhà tôi, nhất là cháu bé Út, thì sức khỏe cũng giống như là cân nặng thì phát triển nó không được tốt giống như bạn bè bằng trang lứa. Nên là tôi cũng đã từng đi tư vấn bác sĩ dinh dưỡng rất là nhiều, và cũng được bác sĩ dinh dưỡng chia sẻ, cũng tư vấn thêm cho tôi cái cách để làm sao bổ sung thêm vitamin, chất béo cũng như nhiều những chất cần thiết cho trẻ nhỏ. Và sau lúc đó thì tôi có cải thiện bữa ăn cho các cháu bằng cách là tăng cường những chất bột, chất béo hay là những chất có hàm lượng calo cao hơn, chất dinh dưỡng tốt hơn. Và sau một thời gian thì tôi thấy rằng là sức khỏe của các con tôi thì có cải thiện rõ rệt. Và quan điểm của tôi thì không ép các con phải ăn quá nhiều, chỉ miễn sao là những chất dinh dưỡng có thể là hấp thu tốt trong cơ thể của các cháu. Bên cạnh đó thì ngoài việc bổ sung những chất dinh dưỡng đầy đủ trong mỗi bữa ăn hàng ngày cho các con, thì tôi luôn không quên bổ sung thêm sữa và trái cây để tăng cường canxi cũng như chất xơ cho các cháu hấp thu vào cơ thể tốt hơn. Sữa luôn được coi là một nguồn năng lượng và dinh dưỡng dồi dào cho trẻ, giúp trẻ bổ sung canxi và DHA cần thiết cho cơ thể. Nên bổ sung các sản phẩm sữa có các thành phần cao cấp, giúp tăng cường chất béo chuỗi trung bình MCT, là chất béo có khả năng hấp thu, chuyển hóa nhanh trong cơ thể để cung cấp năng lượng. Và whey protein thủy phân là dạng protein có giá trị sinh học cao, cung cấp đầy đủ nhiều axit amin thiết yếu cho cơ thể, giúp củng cố việc xây dựng cơ và tăng cân bền vững ở trẻ. Bổ sung chất xơ tự nhiên FOS có tác dụng phòng chống táo bón, tăng cường chức năng tiêu hóa và miễn dịch ruột, cải thiện tình trạng chán ăn, tăng cường chuyển hóa các chất, giúp bé ăn ngon hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bổ sung một chế độ dinh dưỡng phù hợp với trẻ là điều quan trọng, và nó lại càng thiết thực hơn đối với những trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với các chuyên gia y tế có trong chương trình. Xin được hỏi bác sĩ Ngọc, đó chính là ngoài việc mà chúng ta bổ sung dinh dưỡng thì cái lời khuyên nào trong sinh hoạt mà các bậc cha mẹ cần phải lưu ý để giúp con mình có thể thoát khỏi cũng như là cải thiện được vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ ạ? Bên cạnh cái chế độ ăn phù hợp thì chúng ta cũng lưu ý là để cho bé được có cái chế độ hoạt động và thể lực cũng như là cái hoạt động sinh hoạt ngoài trời, ít nhất trẻ
phải được khoảng 30 đến 60 phút có cái thời gian mà hoạt động ngoài trời mỗi ngày. Vậy thì cái chế độ dinh dưỡng đối với trẻ thì chúng ta nên lưu ý vào những cái điểm gì để giúp cho trẻ có thể không gặp phải tình trạng suy dinh dưỡng ạ? Thứ nhất là đạm thì chúng ta cho khoảng là 14% trong cái khẩu phần ăn. Cái thứ hai nữa là cái nhóm bột đường thì khoảng 66% và chất béo thì khoảng 20% và nhóm vitamin muối khoáng thì cho bé ăn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và khi mà cho bé ăn một cái khẩu phần ăn đúng phù hợp với lứa tuổi của bé, đầy đủ các chất và các nhóm thực phẩm thì cái tình trạng dinh dưỡng đối với bé không xảy ra. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh rất nhiều những thắc mắc có liên quan tới vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ thì hiện nay trên trang fanpage VTV Sức Khỏe chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những câu hỏi. Và ngay sau đây thì tôi sẽ chuyển những câu hỏi này đến các chuyên gia y tế giải đáp. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như thế này ạ. Con tôi được 10 tháng, cháu nặng 8 cân nhưng chưa mọc răng. Vậy cháu có bị thiếu hụt chất canxi không thưa bác sĩ và cần bổ sung canxi như thế nào cho bé ạ? Xin mời bác sĩ Thủy ạ. Với cái bé 10 tháng thì cân nặng của bé phải là 9 cân 2 nếu là bé trai và 8 cân rưỡi nếu là bé gái. Và thứ hai nữa là cái độ tuổi mọc răng của các bé là 6 tháng thì trẻ bé bắt đầu mọc răng. Và bây giờ con của bạn là 10 tháng chưa có răng thì chứng tỏ là bé đã thiếu canxi. Và ở đây thì mức độ nó cũng chưa phải là trầm trọng thì bạn có thể bổ sung canxi theo con đường sữa, nó rất là tốt. Mà trong cái khuyến cáo đối với các bé ở các độ tuổi thì cái nhu cầu canxi hàng ngày của các bé là khoảng 300 đến 800mg canxi mỗi ngày. Vậy thì bạn có thể dùng cho bé vài ly sữa là cái việc cung cấp canxi cho bé đã đủ. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với một câu hỏi thứ hai được khán giả gửi qua fanpage của chương trình. Khán giả có hỏi như sau ạ. Bé nhà tôi 2 tuổi, nặng 11 cân, nhưng bé rất lười ăn. Ngoài ra còn thường xuyên bị táo bón, đi ngủ thường hay giật mình và đổ mồ hôi trộm sau gáy. Không biết bé nhà tôi có bị suy dinh dưỡng hay không và làm thế nào để giải quyết các vấn đề này? Với câu hỏi này xin mời bác sĩ Ngọc ạ. Vâng, chào bạn. Thì bé nhà bạn mà 2 tuổi rồi mà được có 11kg thì rõ ràng là bé đã thiếu cân, mà tự thiếu cân tương đối nhiều. Thế cộng với các cái triệu chứng như bạn vừa nói là hay đổ mồ hôi trộm, và khó ngủ, trằn trọc khi ngủ, thì ở đây chúng tôi thấy là cái nguy cơ là rất là cao là con bạn còi xương và thiếu vitamin D. Thì ở trẻ thì cái hệ thần kinh thực vật nó chưa phát triển được hoàn thiện. Và thứ hai nữa là con bạn nếu như tình trạng đấy mà nó tiếp diễn thì bạn cần đưa đến các cái trung tâm và gặp bác sĩ, các chuyên gia dinh dưỡng để được thăm khám và xem xét một cách cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn vẫn còn rất nhiều thắc mắc xung quanh vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ thì đừng quên truy cập vào trang fanpage VTV Sức Khỏe để có cơ hội nhận được những lời tư vấn thiết thực từ các chuyên gia y tế. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tổng hợp lại những lời khuyên để giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ. Những lưu ý để giúp trẻ cải thiện được tình trạng suy dinh dưỡng. Không cho con ăn dặm quá sớm. Phản xạ nuốt thìa của trẻ còn kém, hệ đường ruột của trẻ còn non nớt để tiếp nhận bột, đạm. Đừng ép con ăn, vì khi ăn trong tình trạng căng thẳng, dạ dày của trẻ không tiết ra đủ lượng dịch vị cần thiết để tiêu hóa hoặc hấp thu hoàn toàn thức ăn. Điều này sẽ làm tiêu hao một phần năng lượng của trẻ, càng làm cho trẻ phát triển chậm. Cho mỡ hoặc dầu ăn vào thức ăn của trẻ, vì chất béo là nhóm chất dinh dưỡng rất quan trọng, đóng vai trò chính trong cung cấp năng lượng cho trẻ, giúp hình thành mô mỡ có chức năng điều hòa thân nhiệt, hấp thu các vitamin quan trọng trong cơ thể. Chú ý tầm quan trọng của rau để bổ sung đầy đủ vitamin và chất xơ cần thiết cho cơ thể của trẻ. Vâng, chắc hẳn quý vị và các bạn đã kịp ghi nhớ những lời khuyên quý báu mà chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn trong phóng sự vừa rồi. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Trịnh Bảo Ngọc và thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Bích Thủy đã đến để tham dự chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình Sống Khỏe mỗi ngày cũng xin phép được tạm dừng. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Calokit, thách thức miếng ăn không lo xì dinh dưỡng. Calokit, sản phẩm của Vitagari. Vitagari, 12 năm thương hiệu sữa được tin dùng. Calokit, thách
cách thức biến ăn không lo xì dinh dưỡng. Calokit, sản phẩm của Vitagari. Vitagari, 12 năm thương hiệu sữa được tin dùng.